Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quisby 110 dọn kiển full option thay một cái size medium 47. Tuy nằm chung cái phân khúc với cái dòng là Vision, nhưng Quisby 110 có màn hình nó đặc biệt hơn và còn là một cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Vì vậy giá trị của dòng xe này cao hơn cái phiên bản Vision cũng là điều rất dễ hiểu. Hôm nay chúng ta hãy nói về cái chiếc Quisby 110 hóa thân thành phiên bản là medium cho một cái bản gọi là full option sẽ dễ như thế nào. Thật ra bộ tem này là phiên bản đặc biệt của Quisby 110 được ra mắt thị trường ở bên Thái Lan. Người chủ bắt được cái xu hướng rất là nhanh và phát họa lại nó trên cái vệt áo là xám bóng của cái con xe của mình. Phần yên cũng được làm lại góc cạnh và cái màu da cũng đẹp hơn. Nhìn từ phía trước chúng ta thấy cái phần chó đèn đã được làm lại cho ánh sáng nó mạnh mẽ hơn với cái dạng là bi cầu của một cái dòng xe hơi cấp qua. Nổi bật nhất của cái chiếc Quisby 110 là tận dụng cái di động trần, nên người chủ tha hồ phối những món đồ chơi mà không sợ cả cấn hay là cắt khoét bất cứ chi tiết nào. Bên phải kiểm soát cái cụm khoanh ở phía sau xe là một cái dòng tay tất em đến từ Ý, hiện nay cũng mức giá cũng rất dễ thở, được nhiều bạn trẻ sử dụng. Bên cạnh là cái cụm công tắc đồng nâu béo, có rất nhiều nút bấm cho người chủ tha hồ chơi giáo. Nhìn ở bên này cũng là cái dòng domino mỏng hơn với hai cái nút bấm đơn giản dùng để câu là đề máy và tắt máy nhanh. Bên cạnh đó cùng ga, bên cạnh là một cái cụm ga cùng với thương hiệu, được minh lại thêm cái phần dây dầu đồ chơi để bắt vào cái dây ga thêm chút là mắt. Cái cụm thắng là cái bản Rambo AZ14 với kích thước piston này phù hợp cho những anh em tận dụng những cái dòng heo từ 2 bit tới xứng trở xuống. Phía bên trên là cái chiếc bình dầu trong suốt dùng làm cái ổ chứa dầu phụ cho chiếc xe. Nhìn xuống dàn chân ta thấy được cái dòng heo đỏ xám bấm đầu đồ chơi kết hợp cùng với cái con heo của Rambo lục đỏ 2 bit xứng. Nhìn nó rất là chỉnh chu đi cùng với cái phát và cái đĩa là 220, một cái dòng đĩa của TV6. Tận dụng cái mâm CNC đến từ Kimbis với kiểu dáng cũng độc đáo, tạo hình với những cái cánh mâm 3D sắc nét. Phía sau còn lên được cái phục Hardin bình dầu liền nằm dưới. Phiên bản này có thêm một cái dụng cụ HPA để bị tăng chỉnh cái độ nén là sao nó trở nên dễ dàng hơn. CX 110 dọn kiển đẹp lung linh đến từ một biker ở xứ cà phê. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến ở xứ Buôn Ma Thuột. Một cái chàng trai sinh năm 98 đã nâng cấp một cái chiếc CX 110 đồ kiển của mình với một nét đẹp đơn giản đi cùng bộ dạng áo rất là chất chơi được các con xe khá là Mỹ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy nhé. Xem qua tổng thể thấy con chiến mã này được khoác cho mình cái bộ tem thiết kế cũng đậm chất thể thao với cái nền màu CX toát lên được cái đẹp sang chảnh, đi kèm với những món đồ chơi kiện có mức giá trị rất cao, hầm hổ và tăng cái chút hiệu năng. Đập vào mắt chúng ta đầu tiên chính là cái dàn chân mỏng manh gợi cảm với cái vành được tỉnh nhấn với cái chân cầm chỉ đỏ đi kèm với vành vào bên thái. Hệ thống phanh là đĩa sao vàng đã được cố định bằng ốc titan kết hợp với heo Nissin 1 bit, phay lục Rambo cam màu đỏ cũng cực đẹp. Bên cạnh còn bộ dầu cabless đi của những cái khúc ngắt nối rất đẹp. Đây là một cái dòng sản phẩm cực hot ở bên thái. Ống thông nhất của titanium giúp chiếc xe giảm nhiệt hiệu quả hơn cũng như tăng kích thước điều khiển. Bên cạnh đó còn hai viên lốc máy được tạo điểm nhấn bằng ốc titan kiểu vườn vương niệm. Lốc máy ở bên cánh trái được tạo điểm nhấn bằng ốc lửa của titanium, phuộc sau là của Race Boy tăng kích thước cứng cáp hơn. Đây là một cái mẫu phuộc đồ chơi nên khi trang bị không chỉ là cái độ kiển mà nó còn giúp chiếc xe cải thiện cái độ nhún hơn, không bị sợ đất chạy tàu cao. Ống xả được tạo điểm nhấn Turbo Spark Nano bao phủ bằng cái lớp titan, nó được cố định bằng ốc titan kiểu vương niệm. Chỉ là đó đơn giản thôi, nhìn em ấy cũng trở nên lung linh hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để chi tiết, nhớ like, share, subscribe.